Xin chào mừng các bạn đã trở lại với series Dynamic Array Functions của Học XI Online Mình là Thanh và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái hàm thứ hai ở trong series này Đó chính là hàm Sort Thì như ở trong bài trước thì chúng ta đã có hàm Unique rồi Và bây giờ thì chúng ta sẽ có hàm Sort Thì chúng ta có thể sử dụng hàm Sort như thế nào Thì hàm Sort rất là đơn giản Hàm này thì sẽ giúp các bạn sắp xếp dữ liệu và sắp xếp dữ liệu này theo cột thì bình thường các bạn nhìn thấy rằng là ở trong excel ấy thì chúng ta sẽ phải chọn toàn bộ cái phần dữ liệu mà chúng ta muốn sort, muốn sắp xếp và bây giờ thì chúng ta sẽ bật tính năng sort như bình thường ở trong phần data và có thể bấm vào nút sort ở đây hoặc là nút filter. Nhưng bây giờ thì Excel đã hỗ trợ các bạn làm điều đó bằng cách là uh, sử dụng một cái hàm sort như thế này thôi. Với hàm sort như thế này thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải cho Excel biết là chúng ta muốn sort hay là muốn sắp xếp theo mảng nào. Ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ cho vào là B2 cho tới G9 như thế này. Và với sort index thì các bạn muốn sắp xếp cái bảng hay là cái mảng dữ liệu này theo cột nào. Ví dụ mình sẽ muốn sort theo cái cột là unit cost ở đây để chúng ta có thể dễ theo dõi được chẳng hạn thì cái thứ tự của cái cột đó ở trong cái vùng dữ liệu của chúng ta đã chọn là số mấy thì chúng ta sẽ bắt đầu đếm là từ region này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này thì unit cost nó là số 5 thế nên chúng ta điền số 5 ở đây Và bây giờ thì sort order Ascending thì có nghĩa là theo thứ tự Từ nhỏ đến lớn và từ A đến Z Thì nếu mà bây giờ chúng ta muốn sắp xếp theo thứ tự ngược lại là thứ tự descending Có nghĩa là ngược lại là từ lớn cho tới nhỏ Rồi từ Z cho đến A thì chúng ta sẽ gõ vào đây là trừ 1 rồi bấm đóng ngoặc lại như thế này thì các bạn có thể nhìn thấy và theo dõi rõ ràng được rằng là cái vùng dữ liệu của chúng ta nó đã được sắp xếp theo cột unit cost từ lớn nhất cho tới nhỏ nhất thì đơn giản như vậy thôi thì đấy là cái hàm sort của chúng ta cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn ở bài lần sau với sort by